Cái mũi này là có sự tài trợ phần lớn là từ ba mẹ của em và một phần nhỏ tiền tiết kiệm của em ạ. Hello mọi người, em tên là Bảo Quyên, em sinh năm 2001. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là ngày thứ bảy sau khi đông mũi cấu trúc sụn tai. Cái mũi của em trước đây thì chưa từng làm cái gì trên đấy hết, thì khuyết điểm của nó là không có sống mũi. Làm mũi là giấc mơ rất là lâu của mình rồi, và sau khi tốt nghiệp đại học thì mình đã quyết định là sẽ sắm cho mình một chiếc mũi mới để tiện hơn cho công việc của mình sắp tới. Cái mũi này là có sự tài trợ phần lớn là từ ba mẹ của em và một phần nhỏ tiền tiết kiệm của em ạ. Em có cái ước mơ nông mũi từ khá là lâu rồi, vì thế cho nên là em quan tâm, tìm hiểu và nghiên cứu rất là nhiều các bác sĩ thẩm mỹ viện khác. Có một lần vô tình em coi được một clip của bác sĩ Phương ở trên TikTok, và từ đó trở đi là em bị mê bác sĩ. Nói chung là bất cứ một clip nào của bác sĩ ra thì em đều coi hết trơn ấy. Một là một fan cứng của bác sĩ Phương ạ. Từ lúc em biết bác sĩ Phương cho tới khi mà em làm chiếc mũi này là khoảng hơn một năm ạ. Cái lý do để chốt lại em chọn tin tưởng bác sĩ Phương là nhìn mặt bác sĩ Phương rất là phúc hậu, nhìn rất là đáng tin để em trao cái mũi của em cho bác ạ. Trước khi tới tư vấn thì em đã có chính xác cái mong muốn của mình từ khi làm chiếc mũi này rồi, và bác sĩ cũng đã tư vấn cho em đúng như những gì mà em mong muốn. Tuy nhiên cái đầu mũi của em nó không cần thiết phải đệm trung bì, cho nên là bác sĩ cũng tư vấn như cho em là không cần phải đệm ạ. Em thấy bác sĩ tư vấn không có yêu cầu phải thêm dịch vụ gì, vì thế em thấy cái cách tư vấn của bác sĩ là không chèo kéo thêm bất cứ một dịch vụ nào, vì thế cho nên em rất là thích cách làm việc của bác cũng như là đội ngũ nhân viên. Khi đến đây thì em đã quyết định là chọn gói tiền mê bởi vì em khá là sợ đau. Tuy nhiên là trong cái quá trình làm là em ngủ mê man, vẫn nghe được giọng bác chị Phương nói chuyện. Bác sĩ cũng an ủi và động viên tinh thần mình để bớt lo lắng trong cái quá trình làm ạ. Cho nên là em rất là yên tâm, không có bị cháo bác sĩ ạ. Quá trình mà vệ sinh mũi tại nhà thì nó cũng khá là đơn giản đối với mình. Và hôm nay sau 7 ngày thì mình quay trở lại đây để tháo nẹp. Và hiện tại thì mình đang cảm thấy khá là hài lòng với chiếc mũi mới của mình. Hy vọng chiếc mũi này nó sẽ mang lại nhiều may mắn và thành công cho mình trong tương lai, nói chung là đổi vận cho mình hơn. Cho tới hôm nay sau 7 ngày được chính thức tháo nẹp, mặc dù là nó còn hơi sưng một chút, nhưng mà mình cảm thấy rất là hài lòng với nó, như là mình đã có sóng mũi hơn và mình cảm thấy tự tin hơn về chiếc mũi của mình. Hôm nay mình có gặp một số khách hàng cũng tới đây để thăm khám cũng như là vệ sinh mũi, thì ai cũng khen là cái mũi của mình nhìn đẹp và cao, khá là hài hòa với khuôn mặt của mình ạ. Cho tới thời điểm này thì mình rất hài lòng khi quyết định chọn bác sĩ Trần Phương. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của mình. Bye bye.